Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ vào thứ bảy hàng tuần, chúng ta có lớp cao đẳng Phật học gồm có 3 tiết học, bắt đầu từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Trong thứ bảy vừa qua, Thầy giáo Thọ Minh Hạnh đã hướng dẫn Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già và Thầy Viên Chánh đã hướng dẫn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Xin mời anh Phú lược nói về nội dung bài học của Thầy Minh Hạnh giảng tuần qua. Cảm ơn chị Nhật Hoa. Kính thưa quý vị, vào thứ bảy vừa qua, lớp cao đẳng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc học tiếp Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già do Thầy Minh Hạnh hướng dẫn. Thầy đã nói tiếp về chương 3 với chủ đề vô thường. Trong phần này, trong kinh có nói về 5 điều chánh yếu để người Phật tử nắm vững được đại ý lời của Đức Phật dạy. 5 điều đó là thân do ý sinh, 5 nghiệp vô gián, tứ bình đẳng, không nói lời nào và tướng hữu vô. Kính thưa quý khán thính giả, trong kinh Lăng Già cũng có nhắc đến tứ bình đẳng. Tứ bình đẳng gồm có tự bình đẳng, ngữ bình đẳng, thân bình đẳng và pháp bình đẳng. Thầy Minh Hạnh có khuyến khích các học viên nên tu tập thiền chỉ và thiền quán để phát triển tâm, đưa đến nhất tâm và đạt được trí tuệ. Thầy nói rằng thức tâm của chúng ta không khác gì biển lớn bị gió hoàn cảnh thổi động làm cho sóng thức nổi dậy. Vào cuối giờ học, thầy Minh Hạnh còn đưa ra những cụm từ trong chương vô thường cho các học viên về nhà soạn bài trước và cần hiểu rõ ý nghĩa của từng cụm từ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Những cụm từ đó là thức, trói và mở, hữu và vô, Phật Pháp, thế luận, giả lập, pháp tông tướng, ngữ nghĩa. Các học viên chúng ta hãy cố gắng đọc sách thật kỹ để tìm hiểu định nghĩa các cụm từ cho rõ ràng. Phú cũng chúc các bạn học viên sẽ làm bài kiểm tra thật tốt. Rất cảm ơn lời nhắc nhở của anh Phú. Kính thưa quý khán thính giả, trong thứ bảy tuần qua, tiếp theo môn Kinh Lăng Già là môn học A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận do Thầy Viên Chánh hướng dẫn. Thầy đã giảng dạy 2 tiết cho môn học này và đã kết thúc chương 3, tức là chương nói về các đặc tính sai biệt của các pháp. Thầy đã phân tích cho các học viên hiểu rõ về những thuật ngữ đối lập như là dị thuật sanh và sở trưởng dưỡng, nội và ngoại, đoạn trừ, kiến phi kiến, căn phi căn, vân vân. Những thuật ngữ này có tính cách triết học và thầy phân tích để học viên có thể xác định yếu tính và tác dụng của nó. Qua bài học này, Nhật Hoa hiểu được là các đặc tính sai biệt của các pháp là dựa trên 18 giới, gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức, giúp chúng ta có thể nhìn thẳng vào tâm của chính mình. Không biết anh Phú đã hiểu về những pháp đối lập trong chương 3 này như thế nào? Kính thưa quý vị, trong các pháp đối lập mà thầy Viên Chánh đã phân tích, thì Phú được nhận định rõ nhất là pháp dị thuộc sanh và sở trưởng dưỡng. Năm nội giới của con người chúng ta đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chính là dị thuộc sanh và sở trưởng dưỡng. Dị thuộc sanh là cái được sanh ra như là sự chín mùi của nghiệp quá khứ, còn sở trưởng dưỡng là chỗ được tích lũy và được phát triển thêm lên. Còn về pháp đẳng lưu là 7 tam giới và pháp giới, và cũng gọi là dị thuộc sanh. Chúng ta học Phật Pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc là điều rất cần thiết để có được một kiến thức về giáo lý Phật dạy vững vàng. Nếu chúng ta hiểu rõ được nhân quả, nghiệp báo thì các nghiệp ác được tránh xa và không tạo cơ hội cho các nghiệp ác được tích lũy.
Vâng, đúng như vậy. Nhật Hoa rất đồng ý với anh Phú. Kính thưa quý khán thính giả, theo chương trình học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, vào thứ bảy tuần này, lớp cao đẳng sẽ được học tiếp môn Pháp Uẩn Túc Luận do thầy Huyền Châu giảng dạy. Hôm nay, thầy sẽ bắt đầu giảng dạy cho chúng ta phẩm tạp sự. Trong phẩm này, Đức Phật dạy về 78 pháp bất thiện và nói rằng nếu ai vĩnh viễn đoạn trừ một trong những pháp này, Như Lai chắc chắn vị ấy được quả vị bất hoàn. Thầy Huyền Châu sẽ lần lượt phân tích cho chúng ta hiểu rõ từng pháp một. Mong tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu với nhau trong buổi học của thầy Huyền Châu vào chiều thứ bảy này để được hiểu rõ sâu về những pháp bất thiện này sẽ làm chướng ngại trong việc tu tập như thế nào. Nhật Hoa tin rằng buổi học sắp tới cũng rất lý thú, phải không anh Phú? Thưa vâng, tiếp theo Pháp Uẩn Túc Luận, chiều nay ở lớp cao đẳng Phật học, Thầy Viễn Chánh sẽ hướng dẫn tiếp câu xá luận. Thầy sẽ bắt đầu giảng qua thiên thứ hai là phân biệt căn. Trước hết, chúng ta sẽ được học chương 1 gồm có 20 căn với định nghĩa căn là gì, ý nghĩa lập căn, chức năng của căn, đặc tính của căn và các vấn đề của căn. Thầy cho các học viên biết là chương này tương đối khó hiểu, nên thầy khuyên là các học viên nên đọc bài trước khi đến lớp để khi thầy giảng thì có thể nắm bắt được dễ dàng hơn. Vậy chị Nhật Hoa đã đọc trước trang nào chưa? Thưa anh Phú, Nhật Hoa đã đọc nhưng thú thật không hiểu gì mấy, cho nên Nhật Hoa chờ thầy Viên Chánh giảng dạy để tìm hiểu chương phân biệt căn này. Kính thưa quý khán thính giả, tuy Nhật Hoa chưa hiểu lắm, nhưng biết rằng phẩm phân biệt căn này rất hay nên mong quý vị và các học viên cố gắng sắp xếp thời gian về Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tìm hiểu cùng các học viên lớp cao đẳng. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào thứ bảy này, lúc 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Quý vị có thể đến học trực tiếp ở Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.